là mời phát thanh xã Di Thành, huyện Di Xuyên, dự án BM3X, VN góp phần phát triển cộng đồng bền vững. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành thông số 1134 /TTD HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam cho tổ chức chi phí chính phủ nước ngoài Bill và Melinda Gates Foundation BMS tài trợ dự án do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam BNPost và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng cấp tỉnh huyện, 1.000 điểm bưu điện văn hóa và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Thời gian thực hiện là 5 năm, từ 2011 đến 2016, tổng kinh phí dự án là 50.568.362 đô.